Audio Jungle. Chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh đi. Thì clip này mình quay ở ngoài Cư Né, xã Cư Né, huyện Cà Rông Búc, tỉnh Đắk Lắk. Thì với vườn này mình quay trực tiếp cho bà con xem về cái hiện trạng, nó là bị bệnh thối củ gừng gần 6 tháng của anh Dũng. Thì anh sau như mình kiểm tra quan sát ở đây á, thì gừng này nó rất là tươi đẹp, anh chăm sóc rất là kỹ, nhưng mà anh chưa có chế độ mà phòng bệnh á. Thì đây mình nhổ lên cho bà con xem về cái hiện trạng của gừng nó bị thối nè. Thì cái nguyên nhân mà thối củ gừng này á, thứ nhất á là do nấm Fusarium á, Solani, thì nó thường gây hại và tấn công vào phần cổ rễ này, gần sát mặt đất á. Nó làm cho lá nó vàng úa và rũ xuống nè. Chúng ta đào lên thì củ sẽ thấy trên bề mặt củ xuất hiện những vết đốm nhỏ màu nâu xám, thì tầm khoảng đến 2-40 mm. Thì dần dần bắt đầu sau một thời gian thì cái củ này nó thối, khô lại, xốp, và dần dần nó khiến cho cái cây chúng ta lụi vàng và chết đi. Thì về cái nấm Fusarium này á, thì nó sinh sản bằng cái hạt nấm này, nó tồn tại trong đất và tàn dư cái bệnh. Có thể là tồn dư từ giống này, thạch trong đất, khi chúng ta xử lý đất nó không kỹ thì nó sẽ nhiễm vào đó, thì nó gây cho điều kiện thời tiết mà nóng ẩm mưa nhiều á, thì nó gây tình trạng mà thối của gừng này. Phần thứ hai nữa là bệnh thối khô của gừng này á, thì nó cũng do vi khuẩn Envenina á, thì nó gây làm cho củ gừng chúng ta thối. Thì đồng thời vi khuẩn này cũng làm cho thân lá trên cây gừng héo, vàng úa đi, và cây nó đổ gục xuống nhanh chóng. Thì về cái vườn này mình quay cũng rất là kỹ, bà con xem á, những cái củ gừng này đó thối hết rồi. Thì mình cũng khuyên cho bà con nông dân mình chúng ta á, nếu mà ai mà đang trồng gừng á, thì chúng ta nên phòng đi, để tránh tình trạng mà nó thối hết cả vườn rồi chúng ta mất hết tất cả. Thật sự cái củ gừng chúng ta trồng, cái quan trọng nhất là cái củ. Cái thân không quan trọng bằng cái củ. Vì cái thân mà nó đã héo vàng mà cái củ chúng ta không bị sao á, thì cũng còn được. Ở trên cái thân nó bị thắng thư thì cũng còn đỡ. Cái thân và gốc rẻ luôn á, củ đó, thối hết á, thì chúng ta vắt trắng hết. Thì ở đây mình quay cũng rất là thực tế, mình sẽ quay hết vườn cho bà con xem luôn. Mình sẽ nhổ những cái bụi mẫu, vì cái vườn này hầu như nó bị là hiện tại là 40%. Thì có những cái vườn gừng tơ mình cũng đã quan sát hết. Thì đây là những cái bụi gừng này là gần 6 tháng rồi đây. Bụi gừng rất là to đẹp, nhưng nó bị hiện trạng nấm này, cái vi khuẩn này thối hết củ. Chúng mình nhìn rất là tiếc. Thì mình sẽ quay hết cái vườn cho bà con xem, đi rất là chi tiết, sẽ moi hết những cái bụi để kiểm tra. Thì với nông dân mà trồng gừng cũng gần đây, thì ở địa bàn Tây Nguyên Đắk Lắk chúng ta hiện trạng này nó mưa cũng nhiều. Thì cái vườn gừng này á, thì mình cũng đã tư vấn cho anh Dũng về cái phương pháp mà điều trị rồi. Thì những cái vườn mà nông dân mà con chúng ta ai mà chưa bị á, thì mình phương pháp mà điều trị bệnh thối khô và thối nhũng của gừng á, thì đầu tiên bà con phải bố trí mật độ thời vụ trồng phù hợp nè. Cái thai đất trồng phải cao, dễ thoát nước lên luống như này của anh Dũng này nè. Còn về việc bón phân hữu cơ, bón lót trước khi trồng á, thì chúng ta nên xử lý các vùng phân bón lá, mục đích chúng ta để bổ sung trung vi lượng theo thời kỳ để cho cây nó phát triển và sinh trưởng. Cái việc quan trọng nhất là bà con chúng ta thường xuyên bị chọn nhầm giống nha, giữa gừng xẻ và gừng cao sản, nói chung là có hai loại gừng khác nhau. Bà con phải để ý giữa những cái mắt gừng nó phải dài, cái đốt nó dài lên thì giá thành sẽ cao, còn đốt nó ngắn giống như gừng xẻ thì giá thành nó sẽ thấp. Nên cái việc chọn giống sạch bệnh á, thì thực hiện các biện pháp ngay từ khâu mà sản xuất giống luôn, cây con luôn á. Và chúng ta phải quá trình chăm sóc vun đất không nên làm dụng đạm, phân đạm nhiều. Chúng ta phải bón là cân đối nha, thường xuyên theo dõi phát hiện bệnh sớm để có phương pháp mà phòng. Đừng để tránh tình trạng khi mà nó bị nặng rồi bà con cứu thì nó tốn chi phí rất là nhiều này. Và cái thứ hai nữa là mất công và tốn thời gian. Thì qua clip này mình cũng khuyên bà con á, là xử lý bệnh cho chu đáo và chọn giống thật kỹ. Thì clip này mình quay cũng để tham khảo bà con. Thì cái mô hình này anh cũng trồng chung xen với chanh dây luôn đó. Thì mình cũng quay cái vườn chanh dây để cho bà con xem, thì nó bị hiện trạng đó là virus phấn trắng thì cũng nhiều. Thì hầu như bà con ta giờ cái vấn đề mà trồng chanh dây nó bị cũng rất là nặng, nên mình khuyên bà con cũng phải có cái chế độ mà chăm sóc từ ngay từ ban đầu, đừng để tránh tình trạng mà khi chúng ta lên vàng phủ vàng nó bệnh nặng á, chúng ta cứu thì nó tốn rất nhiều chi phí mà nó chán nản, làm cho bà con nông dân ta chán nản về thứ nhất là khâu không có thu mà lại đầu tư ra rất là nhiều. Như cái vườn này á, toàn bộ lá đều bị côn trùng chết hút hết, nó nhiễm rất là nặng, hầu như là 70-80% luôn. Trái sàn sùi da cóc đang, nói chung anh Dũng đang cho nhân công để cắt tỉa hết.
Thì clip này mình sẽ quay hết lại cái mô hình và cái vườn trồng chanh chanh sầu riêng bơ gừng của anh Dũng để cho bà con xem và tham khảo về cái mô hình trồng của anh, để bà con chúng ta ai có nhu cầu trong một cái vụ đông xuân mới thì hãy dựa vào theo cái mô hình này chúng ta trồng. Nói chung là anh làm rất là kỹ, cỏ rất là sạch, nói chung lên luống rất là đều, đất tươi tốt. Thì qua mình thì mình đi quay clip này mình hướng dẫn xử lý cho anh đó, thì mình cũng thấy rất là thích về cái mô hình trồng của anh. Nhưng chỉ tiếc một điều là cái vườn giống của anh là nó bị bệnh nấm đó, thối cũ đó, và cái thứ hai nó trên dây nó bị hiện tượng là virus. Thì mình cũng có hướng dẫn cho nông dân ở đây là kỹ thuật của anh là xử lý là cắt bỏ hết cái vườn trái này, xả hết, chúng ta phun lại để thu hoạch những cái lứa mới ra nó không bị nữa. Thì việc mà tiêu hủy mầm bệnh đó, mình cũng khuyên cho bà con đó là nên cắt hết, đừng có tiếc gì hết để chúng ta xử lý cái lứa mới ra nó không bị. Còn nếu mà con ta để lại những cái cành mầm bệnh cũ thì chúng ta phun ra chắc chắn nó sẽ còn mầm bệnh, nó sẽ không hết thẳng cho bà con. Thì cái vấn đề chanh dây này mình rất là khuyên bà con là về cái khâu chăm sóc côn trùng kết thúc, và cái thứ hai nữa là cái mầm bệnh chúng ta phải tiêu hủy hết đi thì phun lứa mới ra sẽ không bị nữa, nói chung là sẽ hết cho bà con. Còn bà con mà cứ tiếc chúng ta để mầm bệnh lại chúng ta xử lý thì hầu như nó sẽ không hết hẳn đâu, nó sẽ bị tái lại vì mầm bệnh nó còn, thì côn trùng kết thúc nó lây từ những đám mà bệnh nó qua trực tiếp cho đọt non của chúng ta. Thì xung quanh cái vườn của anh Dũng này thì hầu như ai cũng trồng chanh dây, thì mình cũng khuyên anh là cái chế độ côn trùng kết thúc chúng ta phải phun được định kỳ. Và cái thứ hai nữa là xử lý mà cây giống chúng ta phải cắt tiệt để đi để chồi mới ra sẽ không bị nữa. Thì cái mô hình này anh trồng nói chung là rất là chu đáo, mình cũng quay để coi bà con ai có nhu cầu mà trồng gừng hoặc chanh dây đó thì chúng ta tham khảo và đưa ra các biện pháp mà chăm sóc kỹ thuật từ đầu đi, để tránh tình trạng mà khi mà nó chuẩn bị tới mùa thu hoạch rồi á, mà nó bị thối tình trạng như của anh Dũng á, thì chúng ta rất là buồn và chi phí đầu tư rất là cao. Thì một lần nữa là con cứ đăng ký kênh đi thì mình sẽ tiếp tục quay những video tiếp theo hay để cho bà con xem. Clip này cũng rất là dài nên bà con cứ xem hết clip. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này. Thank you.